năm vừa qua nói chung là tôi cũng giao dịch nhiều ngân hàng, nhưng mà Sacombank thì cũng nhiều chi nhánh. Nhưng mà tại sao tôi lại lựa chọn cái Sacombank Nguyễn Duy Trinh? Bởi vì ở đây các em nó phục vụ rất là nhiệt tình, vui vẻ, tích cực, giải quyết công việc rất là nhanh, có nên là tôi rất là thích và tôi đặt niềm tin ở đây, nên là tôi chọn cái đại Sacombank Nguyễn Duy Trinh. Thì với cái tinh thần phục vụ như thế thì tôi nghĩ rằng trong năm 2008 chắc chắn là cái hệ thống Sacombank nói chung và chi nhánh Sacombank Nguyễn Duy Trinh nói riêng phát triển hơn nữa, thu hút được nhiều khách hàng hơn nữa và đạt những cái thành tích, những cái doanh thu rất là cao. Chúc ban lãnh đạo và toàn thể anh chị em năm mới an khang thịnh vượng. Sacombank Nguyễn Duy Trinh thì hôm nay thì ngày 1 tháng 12 năm 2017 là âm lịch, thì còn đúng 30 ngày nữa thì sang năm mới 2018. Thì trong năm 2018 thì chi nhánh Sài Gòn của chúng ta nhận một kế hoạch rất hoành tráng, thì trong đó có phòng dịch Nguyễn Duy Trinh cũng hoành tráng không kém. Thì bằng tất cả nỗ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên của chánh Sài Gòn, trong đó có cán bộ công viên của Nguyễn Duy Trinh, làm sao để chúng ta đoàn kết, quyết tâm giành thắng lợi trong năm mới và đạt kết quả tốt đẹp trong 2018 mà ban lãnh đạo đã giao. Trước thềm năm mới, tôi xin đại diện cho toàn thể cán bộ công nhân viên phòng dịch ngành Nguyễn Duy Trinh kính chúc ban lãnh đạo của Sacombank, giám đốc chi nhánh Sài Gòn và toàn thể cán bộ công viên chi nhánh Sài Gòn có một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và nhiều sức khỏe. Nguyễn Duy Trinh chúc mừng năm mới.